Chào mừng toàn thể các quý cô chú anh chị các bạn đã đến với shop hoa lan Thoáng Nhung tại Hải Dương. Địa chỉ cơ sở nhà em là ở khu đô thị Đồng Mơ, thị trấn Gia Lộc và ngay cạnh bệnh viện đa khoa Gia Lộc nhé. Đây là một cái địa chỉ rất là dễ tìm. Và hôm nay thì phiên buổi trưa ngày 20 tháng 6 năm 2023, bên cơ sở nhà em tiếp tục cập nhật thêm rất là nhiều dòng hàng lan mới nhé. Đấy ạ, số điện thoại cũng như là số Zalo để các bác có thể kết nối đặt hàng là 0393 998895 hoặc 0966121377. Nhà em nằm ở địa chỉ và vừa rồi thì em có đọc cái địa chỉ của nhà em rồi. Và hôm nay thì hàng về bạt ngàn rất là nhiều những loại mặt hàng ấy. Các dòng lan Thái, lan Đài, các dòng lan thuần, lan rừng thanh lý. Đấy, số lượng rất là nhiều ạ. Và ngoài ra thì bên cơ sở nhà em thì ship hàng toàn quốc ạ. Các bác nhận hàng mới phải thanh toán tiền hàng, tiền phí ship cho bên ship hàng. Và hàng nhà em thì về liên tục nhá, cập bến liên tục. Và luôn luôn thì cung cấp cho mọi người những cái mặt hàng đẹp nhất. Và đây là tổng thể những cái dòng hàng của nhà em ạ. Đấy, các bác có thể đến cửa hàng để có thể lựa chọn tham quan, mua sắm những cái loại lan mới, lan đẹp của bên shop. Đấy, hàng về thì bạt ngàn rất là nhiều, các dòng dendro. Đấy, và ngoài ra bên cơ sở nhà em có bán cả phân thuốc này, những cái sản phẩm chế phẩm tưới lan, những cái bộ sản phẩm tưới lan rất là đặc hiệu, rất là dễ sử dụng nhé. Giá một bộ sản phẩm là 480.000 đồng một bộ. Đấy. Và sau đây thì em xin lần lượt điểm qua từng loại mặt hàng, báo giá đến tất cả khách hàng. Trước tiên thì em vẫn giới thiệu đến dòng dendro nhé, bởi vì dòng dendro nhà em thì có chương trình là mua 10 chậu miễn phí vận chuyển về đến tận nhà. Đấy, dòng dendro nắng này thì hoa nó bền chơi đến 2 tháng, 3 tháng. Nó còn không có dấu hiệu tàn cơ. Tất cả dòng này thì nhà em đã phân màu cho các bác rồi. Nhà vườn phân loại màu và chuẩn hoa cho các bác. Các bác có thể sưu tầm mỗi loại 1-2 chậu tùy thích. Và cũng có những cái loại mà có mặt hoa để em sẽ cho mọi người xem mặt hoa. Đấy. À, trước mặt mọi người đây là cái dòng đồng tiền hồng này. Cái dòng đồng tiền hồng loại này mới. Bình thường em về cái đồng tiền tím, hôm nay có cả cái đồng tiền hồng nữa. Dòng này sai hoa cực kỳ luôn. Toàn bộ là cây tơ, có những cây đang nhú vòi này. 65.000 đồng một chậu đồng tiền hồng. Xem bên đây là đồng tiền tím này. Đồng tiền tím thì hoa của nó màu tím, còn hồng thì nó thiên về màu hồng hơn. Tất cả dòng này đều là sai hoa. Đồng tiền tím cây cũng rất là to, mập nhé, 65.000. An ba xưa em còn 2 cây, rất là tơ, mướt luôn. Cây đang đứng ngọn và nhú nụ này. An ba xưa, 65.000 đồng một chậu an ba xưa, sai hoa. An ba xưa em bán nhiều lắm. Hôm qua có khách lấy chục chậu về ghép tác phẩm. Tiếp bên đây đó chính là bò blue nhá. Bò blue. Đấy, bò blue này, đợt này cây của nó cũng cứng cáp, khỏe mạnh, đang chuẩn bị nhú vòi. Cây cũng cao to các bác ạ, 65.000 đồng một chậu bò blue. Loại bò. Thỏ xưa. Thỏ xưa thì cây nó lùn lùn thôi ạ, nó không cao đâu. Dòng này bản chất nó như thế. Thỏ xưa cũng còn số lượng ít thôi, 65.000. Bông hoa tai thỏ và cánh rất là bay. Phía bên đây là thỏ đỏ kiên... À quên. Xin lỗi mọi người là hôm qua em có giới thiệu đây là cây thỏ đỏ kiên giang. Thực ra thì... lúc mà hàng về thì em đã ngờ ngợ rồi. Cái cây thỏ đỏ thường nó rất là thấp, chứ nó cây cao to thì thường không phải thỏ đỏ mà nó sẽ là thỏ vàng. Dòng này là dòng thỏ vàng lưỡi đỏ các bác nhé. Hôm qua bác nào mua thì em cũng xin lỗi là bác nào mà đặt thỏ đỏ kiên giang thì phải để lỗ khác. Còn đây là cái dòng thỏ vàng, đây bông hoa của nó như thế này. Thỏ vàng lưỡi đỏ, bông rất là đẹp luôn. Bông vàng tươi đấy mọi người ạ. Đây, nhìn nó là màu vàng tươi luôn. Đây, cái loại này mà ghép tác phẩm thì đẹp lắm. Đây, cái cây của nó là cái cây già. Cây này cây mẹ con, cây cụ kỵ rồi. To chưa? Dòng này đẹp cực kỳ luôn, cái thỏ vàng lưỡi đỏ này. Cây của nó cao to nữa này. Một cái cây của nó này, cao to mướt mượt mượt, 65.000 đồng một chậu thỏ vàng lưỡi đỏ nhá. Bà liễu xưa hoa thơm, vẫn là cái dòng năm cánh trắng quốc dân mà em bán rất là chạy hàng nhiều nhất. Bà liễu xưa cây đợt này lùm lùm nhiều thân các bác nhá. Lùm lùm nhiều thân, chiều cao thì tầm gang rưỡi. Đấy, đứng ngọn hết rồi, chuẩn bị cho hoa. Bà liễu xưa hoa thơm em bán 65.000 đồng một chậu. Nói chung là bà liễu thì hoa cực kỳ là thơm, cánh bay. Bán không biết là bao nhiêu chậu bà liễu. Các bác cứ ghép 3 chậu bà liễu là một tác phẩm đẹp. Robert hoa thơm. Bụi Robert thì rất là lùm, rất là nhiều thân. Loại này thì cũng hoa 5 cánh trắng họng tím, lưỡi tím, 65.000. Pensoda xưa hoa thơm, em chỉ còn từng đây thôi, số lượng ít thôi. Cũng còn 4 chậu. Dòng này thì cây rất là thấp nhá, chỉ có một gang tay đổ lại thôi. Nó cũng không có nhiều thân lắm đâu. Pensoda. Các bác nào muốn Pensoda loại chậu đẹp thì em sẽ giới thiệu cho cái loại mà nhà em thuần. Chậu to thì loại này nó cũng cao tiền hơn một chút, nhưng mà với cái giá tiền so với những loại này thì em thấy nếu mà lấy chậu to nó sẽ rẻ hơn là các bác mua nhiều chậu nhỏ ấy ạ. Pensoda này em bán 65.000 nhá. Tất cả dòng dendro cứ mua 10 chậu em miễn phí ship.
Còn đây là một cái dòng Brat mang tên là Brat đổi màu. Hoa của nó thì rất là đa dạng nhiều màu. Hàng này em bán 80.000 đồng một chậu Brat đổi màu nhé. Brat đổi màu này 85.000. À 80.000, xin lỗi mọi người, 80.000 một chậu. Và đây là những cái chậu Pensoda em gọi là hàng ghép to, ghép tác phẩm này. Nhà em ghép mà rễ nó lên to này. Nói chung là rễ này gửi đi thì chắc cũng có thể là nó rễ nó lên mướt quá. Đây cái loại 65.000 cây nó bé bé này như thế này. Thế so với những cái cây này thì chắc chắn là nó phải nó là một trời một vực rồi. Bởi vì cây này là những cây nhiều năm tuổi, đã ra hoa một hai lần, vài lần. Chậu này em ký hiệu là chậu số 1 nhá các bác nhá. Chậu số 1 Pensoda xưa rất là nhiều thân. Chậu này nhiều thân cực kỳ này, cái mầm nó lên lực khỏe chưa? Nhiều thân lắm ạ. Chậu số 1 em bán 250. Hàng trồng được lên nó mới có giá này chứ Pensoda ngày xưa em nhập cao lắm. Chậu số 2, một mầm, hai mầm lực chưa? Hai mầm lực rất là đẹp. Đây là nó cũng phải ra hoa một đợt này, còn rất là nhiều những mắt này chưa hoa này. Đấy, mắt nhiều mắt chưa hoa tí nào luôn. Chậu số 2, chậu này hai cái mầm rất là lực, rất là khỏe, cũng 250. Chậu số 3, Pensoda xưa, chậu này thì rẻ hơn. Chậu này có một mầm nó mang lên ngắn, thực ra này để mà nuôi dài thì nó cũng lại lên dài thôi. Các bạn em muốn xuất luôn. Đây những cái thân này là những cái thân năm trước cho hoa rồi. Đấy, cái cây 65 thì một chưa bằng một cái thân này. Đấy, chậu này em bán 150 thôi. Này 150, chậu số 3 150 này. Chậu số 3 250 và chậu 150 nhá. Chậu số 4 Pensoda xưa, chậu này cũng hai mầm rất là lực này, một lực này. Hai này. Chậu số 4 12 cũng ba thân. Đấy, cũng giống như chậu kia cũng 250 này. Cái này nó hơi xòe thôi. Thôi 230 đi, chậu số 4 230.000. Và chậu số 5. Chậu này mầm cũng đang lên đẹp này. Đấy mầm này. Chậu số 5 này 220.000. Năm chậu Pensoda xưa. Đây cái chậu 65 này thân nó bé bằng cái này này. Bé bằng cái thân này thôi. Đấy, mình phải nhìn vào cái tiềm lực của cây. 220.000. Đấy có năm chậu Pensoda xưa. Để các bác thích lấy chậu nào cũng được. Đây là còn nếu mà lấy cái loại chậu nhỏ cũng được thôi. Thích loại chậu 65.000 hay thích những cái loại chậu mà nó ghép ăn ngay thì lấy luôn những cái loại này. À, sang bên đây là vũ nữ nhá. Vũ nữ nhà em thì tiếp tục bao ship từ 3 chậu. Các bác cứ lấy 3 chậu vũ nữ bất kỳ sẽ được bao phí ship. Các bác lấy 1 2 chậu cũng được. Đây là cái dòng vũ nữ Hoàng hậu hoa xanh, bụi to nhiều thân, đây cũng là cây 53 rồi. Vòi hoa của loại này rất là dài, siêng hoa. Vũ nữ Hoàng hậu xanh này em bán với giá là 160.000 thôi. Này, cây củ có những củ rất là mập, rất là đẹp, 160. 3 chậu miễn ship. Tiếp theo là mèo cam. Mèo cam thì em sẽ nhặt cho các bác những cái loại mà nhiều thân như thế này. Những chậu mà ít thân thì em sẽ bán rẻ cho các bác. Còn những cái chậu nhiều thân này là 200. Chậu nhiều thân mèo cam là 200. Còn cái chậu mà ít thân như này em bán 170 thôi. Đấy, những chậu này ít thân. Thường thì em nhập cái hàng nụ nó ít thân đấy các bạn. Cái mèo cam hàng nụ thì ít thân. Đây, 170, còn nó lại nhiều thân này là 200.000 nhá. 3 chậu miễn ship. Ngọc nữ hoa thơm. Đây, bụi ngọc nữ nó rất là to, rất là nhiều thân. Hàng này đến cuối năm nó phải cho đến 5-7 vòi. Và hàng này phân nhánh hoa thơm rất là đẹp. Năm ngoái em bán chạy hàng ngọc nữ này lắm. Về bao nhiêu giờ cũng chỉ còn ít này, 200.000 đồng một chậu. 3 chậu vũ nữ miễn ship nhá. Và bên đây đó chính là vũ nữ sô-cô-la hoa thơm. Vẫn là trong top những cái dòng mà em bán chạy hàng. Đấy ạ, sô-cô-la hoa thơm. Dòng sô-cô-la này thì cũng có những cái cây nó đang lên vòi đấy ạ. Đây, có những cây đang nhú vòi, có những cây thì nó... Đây cũng nhỏ nhỏ, vòi ngắn ngắn này. Khá là đẹp, chậu nhiều thân. Đấy, lô này thì cũng gọi là lô chất lượng ưng ý, 200.000 một chậu sô-cô-la hoa thơm. Đấy, cứ kết hợp 3 chậu sô-cô-la hay là 3 chậu bất kỳ em miễn ship. Và một loại nữa là nhện nâu, còn đúng là 6 chậu nhện nâu em về 30 chậu các bạn. Cái gì cũng thế, hàng mới về thì các bác tranh nhau mua, mà hàng cuối thì bán giảm giá mà chẳng có ai mua. Mà cây nó phải là xấu đâu, hàng mới về cũng như thế này mà cũng bán 240, 250 một chậu các bạn. Hôm nay em thanh lý cho mọi người 170.000 đi. Hôm trước giảm một lần là 180, nay giảm nốt 170, xả hơn cả giá lỗ. Đây, những cái chậu to này bán 170 một chậu. Nhện nâu này các bác cứ hỏi ở ngoài thị trường, bây giờ người ta trồng những cái cây tơ ấy, một cụm này đã 150 rồi đấy. Cái cây này thì thứ thực với mọi người là nó nhiều năm tuổi rồi, có những cái củ nó rất là già, nó đang đẻ con này, đẻ nhện mầm này. Về các bác phải tách cho em cái chậu này ra và cắt tỉa rễ trồng lại. Đấy, nó mất thời gian một tí nhưng mà bụi nó khủng lắm, nó to lắm. Có trăm mấy nhỉ? 160. À trăm. Thôi 160 đi. Vừa bỏ 240 giảm xuống 170 thôi, bây giờ bán nốt 160. Còn 6 chậu bán nốt 160 nhá.
Nó phải to gấp 3, gấp 4 lần cái chậu mà các bác mua loại nhỏ ấy. Em còn 4 cái giò long tu xuân này. Long tu xuân rất là đẹp nha mọi người nhá. Mầm lên đẹp. Ui, ngọn này lá xoáy, 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 xoáy. Đẹp mà, long tu xuân mùa này lấy những cái bảng này là nó đẹp này. Chứ bây giờ lấy hàng cân các bác về chỉ có thối mầm thôi. Về các bác cứ treo như thế này đến cuối năm nó dài rồi chơi hoa. Những cái dòng long tu với vôi hoa rất là đẹp, nó như những suối hoa ấy. Long tu xuân này thì em bán với giá là 160 thôi. Hàng cân, hàng ký các bác mua đã 250 một cân nhá mấy. Mua hàng giống thì đắt cực kỳ luôn, không rẻ đâu. Nhưng mình mua cái hàng bảng này nó lên đẹp như này có 160. Bác nào hôm nay lấy hai bảng em tính 300 nghìn, còn có ít các bạn, 300 nghìn hai bảng long tu. Còn mấy đâu? Hết lô này là lô sau toàn 180, 200 nghìn một bảng thôi ạ. Dạ, hàng Pháp em có hai loại. Đây là hàng bảng. Hàng bảng thì cũng rất là nhiều thân nhưng nó ngắn nhá. Nó chỉ tầm gang rưỡi hoặc một gang. Đấy. Thì loại này em bán 130. Hồi xưa em bán 150, giờ em đang xả cho mọi người giảm giá 130 một bảng. Còn 2, 4, 6 bảng là hết hàng. Hàng bảng này có đặc có cái hay là dễ là bám rất là chắc. Về chỉ treo phân lên mà thôi. Nào nó hoa, nó rũ xuống, nó xả, xóa xuống rất là đẹp. Còn cái hàng chậu này thì thợ lô đợt này em lấy thì chậu rất là dài. Chậu này thân nó phải dài gấp đôi, hơn gấp đôi cái hàng bảng kia. Cũng nhiều thân nhá mọi người nhá, mà 150 thôi. Lô chậu đợt này rất là rẻ nên là em bán không biết là bao nhiêu chậu rồi. Chắc chỉ còn đâu đó chưa đến chục chậu là hết hàng. Dài đẹp lắm, phải buộc túm như này, nó không thì nó xòe ra. Thì nó lại kiểu như là nó bị gập thân. Đấy nên phải buộc túm. Về các bác để theo thế nghiêng thế đổ nhá mọi nhá. Tất cả dòng này hàng ươm ki lên đấy các bạn. Dáng Pháp đó là giống của Đài Loan, ươm ki lên. 150. 130. Đấy. Rất là đẹp. Đây có một khách nhà chùa dặn để lại 5 chậu đây, mai qua lấy đây. Đẹp chưa? Dài mà dáng Pháp là này dài đẹp. Em còn một số bảng hạc vĩ thiên cung lữ bố, thực ra thì em cũng mới về thêm đấy ạ. Chiều hôm rỡ ra và cái lô hạc vĩ này thì em bán đang bán cho mọi người với giá đồng giá chỉ có 170 nghìn một bảng. Nhiều thân. Ghép bảng gỗ rồi, về chỉ treo lên thôi. 170 nghìn đồng một bảng hạc vĩ thiên cung lữ bố. Rất là nhiều thân. Và loại này mua 3 bảng em sẽ miễn phí ship nhé. Mua 3 bảng hạc vĩ miễn phí ship. Và tiếp theo đây là những cái giò. Giò này là giò 5 cái trắng họng tím. Giá là 130 nghìn đồng một chậu. Chúng mình tầm 3-4 thân. 3-4-5 thân. 130.000. 3-4 thân. Lô này khá là dài đấy ạ. Họng tím. 5 cánh trắng họng tím nhé. Có cả họng hồng đấy. Vừa rồi là họng tím ạ. Và phía bên đây là những cái chậu họng hồng này. Các bác nhìn họng hồng nó mướt nó đẹp chưa mọi người. Đẹp chất lượng mà nhiều thân lắm nhé. Họng hồng rất là nhiều thân. Đẹp lắm. Nói chung là 5 cánh trắng họng hồng cũng còn ít thôi. Không có nhiều đâu. 130 một chậu. Ngày trước cái này cũng là một cái dòng 5 cái trắng giá trị ấy, toàn mua theo thân ấy. Giờ 130 một chậu cực kỳ là nhiều thân. Quá là mướt đẹp. Tiếp theo là hạc vĩ thiên cung lữ bố nhưng hàng chậu nhá. Đây em có cái hàng chậu này. Em cho mọi người xem thử một cái chậu nó như thế nào. Đây nhấp xuống cho mọi người xem này. Chậu nó cũng rất là nhiều thân mà dài các bác nhá. Hàng bảng thì chưa chắc đã dài như này đâu. Nhưng mà em thấy hàng chậu đấy đẹp lắm. Bác nào chê hàng chậu chứ còn hàng chậu em thấy rất là đẹp mà dài. Thân dài, miên man. Hoa tím đậm, một chậu này em bán có 160 các bạn. Có 160.000 một chậu thôi. Lô đợt này dài đẹp. Ưu tiên bác nào lấy 3 chậu em miễn ship nhá. 3 chậu của cái hạc vĩ thiên cung lữ bố này. Bởi vì em còn đâu đó tầm hơn chục chậu em dọn chỗ ấy. Cái vườn của em nó chật lắm mà. Cây nó đẹp mướt như thế này. Mua về mà treo chơi. Chậu nào cũng thế cũng rất là dài, có 160. Còn bên đây là cái hàng cốc, hàng cốc thì nó ít thân, 40.000. Bác nào thích mua cái loại rẻ tiền thì lấy cái loại này 40.000. Nó ít thân rồi. Hạc vĩ thiên cung lữ bố hàng cốc nhá. Bác nào mua 2 cốc thì em tính 70.000 2 cốc. Đấy, hạc vĩ thiên cung lữ bố. Tiếp theo sang bên đây là cửu bảo tiên. Những cái cây cửu bảo tiên lá xếp về rất là đẹp. Đây, cho mọi người xem cái cây cửu bảo tiên. Thực chất nó nếu mà treo thẳng lên nó như thế nào. Lấy thử cho bác một chậu nhá. Bởi vì nhà em tưới tắm này em phải treo thế. Đây cái cây cửu bảo tiên này. Đẹp chưa, lá xếp đẹp chưa. Đấy. Tưới tắm là em phải treo ngược này để cho nó không bị đọng nước ở ngọn. Mùa này nó thế. Đóng gói đi nó đảm bảo hơn. Cái cây cửu bảo tiên ở này nhà em nó cao tầm khoảng 2 gang tay. Em bán có 240 một chậu thôi. Hoa rất là thơm. Hàng này của bên Thái Lan. Hoa rất là thơm đẹp. Bản lá này to.
Đen nũ mắt đen nhá, hàng siêu khủng. Chậu ít nhất từ 10 thân trở lên nhá. Chậu này 2 này, 3 này, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 thân đấy ạ. Chậu này 13 thân. Cứ tầm 10, 12, 13, 14, 15 thân cũng có các bác nhá. Một chậu này em bán chỉ có 190 thôi. Chưa bao giờ về một lô đen rũ mắt đen nào mà giá lại siêu rẻ như thế các bác. Siêu rẻ. Hàng này các nhà vườn đang cho lên chậu to và bán với giá 250. Cái này chỉ khác nhau cái size chậu thôi, là cũng có thể là bán theo cái hàng tác phẩm rồi các bác. Đen rũ mắt đen đợt này em về còn tầm đâu đó 20 chậu đẹp. Rồi, tiếp theo là phi điệp Hòa Bình. Đây phi điệp Hòa Bình này, cái bông Hòa Bình này. Đẹp mà. Mắt cũng rất là đậm nha mọi người nhá. Tàn hoa rồi, hôm trước còn đẹp hơn cơ. Đấy 25.000 đồng một cốc. Một cốc sẽ là một chậu một thân. Một chậu một thân thì thân nó ra tôi tầm 2 gang, 3 gang, 4 gang. Tùy, cũng có cây thì lên ki, cũng cây là lên nụ. Bây giờ em để đây em tưới tắm nó nhiều, cũng có cây nó đẩy ki nhá. Làm giống thôi 25.000. Bác là mua 10 sẽ tặng cho bác một cốc và bao ship. Và tiếp theo bên đây là những cái cây hỏa hoàng đỏ này. Đây, hỏa hoàng đỏ vừa về đây. Cả một cái dãy này là dãy hỏa hoàng đỏ nhá. Hôm trước em cháy hàng cái hỏa hoàng đỏ này mọi người này. Dề của nó là dề mẹ con. Một mẹ không biết là bao nhiêu con nó không biết. Đấy, nhiều lắm. Nói chung là nhiều con trong một chậu lắm. Hỏa hoàng đỏ cây rất là đẹp mà hoa đẹp nữa chứ. Đấy, những cái cây đều đều nhau nó rất là nhiều thân. 190.000 đồng một chậu hỏa hoàng đỏ nhá. Bụi ấy, gọi là bụi ấy. Bụi hỏa hoàng đỏ nhiều con. Bên đây là Vanda. Em có hai màu nhé. Cái Vanda này Vanda tím này. Chiều cao nó rơi tầm 2 gang tay. Gần 2 gang tay, gang rưỡi 2 gang. Cây mẹ bồng con. Loại này hoa tím thì là 130.000. Đấy, đây là hoa tím. Còn cái hoa màu vàng đốm ấy nhá. Bông hoa vàng hoàng kim Vanda này rất là đẹp. Cây đó là cây đôi, hai cây. Đấy. Hoặc cây mẹ con thì một mẹ một con như này. Nói chung là cứ hai cây trở lên. Loại này cây to, 170.000. Vanda này nó nở quanh năm ạ. Chơi rất là bền. Dòng này bền hoa nữa, chơi lâu tán. Có hai màu Vanda chủ đạo mình em bán rất là chạy. Và bên đây là những cái chậu trầm. Trầm em vẫn miễn ship từ 3 chậu bất kỳ nhé các bác nhé. Các bác có thể kết hợp 3 chậu trầm bất kỳ để miễn ship. Đây là dòng trầm cổ ạ. Trầm cổ hoa tím đậm, dòng này thuộc dòng thân thủ, sau này các bác trồng nó có thể dài đến hàng mét rưỡi 2 mét. Thơm lắm, dòng này hoa tím đậm thơm cực kỳ. 150.000 đồng một chậu. Đây những chậu nào thân lùn lùn như này thì nhiều thân, nó phải trên chục thân. Những chậu thân cao cao nó chỉ gần chục thân thôi, tầm 7 thân thôi. Tầm 7 8 thân. Đấy, những chậu cao thì nó ít thân, còn chậu lùn thì nó nhiều thân. Đây là trầm cổ ấy. Còn đây là cái trầm thanh củi mọi người ạ, thanh củi. Thanh củi đây, cũng còn vài chậu thôi ạ. Thanh củi em còn vài chậu, em bán cũng bán 150. Cái thanh củi nó cao to hơn. Có chậu 4 thân này. Đây, cũng có chậu 5 thân thì nó cũng cả dài cả ngắn. Nói chung là đây cũng có chậu 4, 5 thân này đấy. Thanh củi dài miên man. Thanh củi hoa tím đậm. Giống trầm này nó còn trầm xưa. Thanh củi giống trầm xưa, hoa đậm. Còn đây là trầm rồng đỏ này mọi người này. Trầm rồng đỏ xem bên đây. Rồng đỏ nó rơi tầm 3, à tầm 4 thân. Ít nhất là rơi tầm 4 thân, 5 thân cũng có trong một chậu. Trầm rồng đỏ đợt này nó đẹp lắm, cứng cáp lắm. Loại này là 130, 3 chậu miễn ship. Còn các bác muốn sang cái loại mà rẻ tiền hơn thì lấy sang loại này. Loại này thì cũng 4 thân nhưng mà non, cây non hơn có 75.000 thôi. Loại này 75.000 một chậu. Đấy, 5 chậu miễn ship nhá. Loại này thì 5 chậu, ít nhất là 4 thân trong một chậu. Trầm rồng đỏ loại rẻ và loại trầm rồng đỏ loại đắt tiền. Đấy các bác thích lấy loại nào nhá. Cái loại này đắt tiền hơn thì nó đanh hơn thật đấy. Thân cứng cáp hơn mọi người nhá. Nói chung là tiền nào của nấy các bác. Nó có giá của nó rồi. Đấy các bác thích muốn làm giống thì lấy cái loại rẻ 75.000. Còn nếu mà lấy cái loại đẹp mà chơi Tết luôn ấy thì lấy sang loại 130. Đây em còn một cái bảng đai châu Thái này. Một mẹ một con này. Bảng này em tính với giá là 170. Hàng này hôm trước bán 250 đấy. Giờ bán 170 nốt. Một mẹ một con. Bảng đai châu Thái.
còn cái gì đấy quay nốt, hàng có nhiều quá. Đấy kín hết cả vườn. Bao nào đến mà có thể ngắm nghía mà lựa chọn. Đây còn vài giò kiều mỡ gà này, 120 một giò thôi, đang lên mầm. Nó bị rụng lá thôi. Này, 120. Kiều vua mỡ gà cũng có cây thì nó rụng nhiều lá là thân nó to. Kiều mỡ gà. Tiếp theo là em có một vài cái chậu này, là cái chậu trổ bà đế vương thanh lý 50.000. Đây những cái cây đế vương 90.000 giá bán 50. Hàng này hàng cây cảnh, cây phong thủy. Bác nào chơi phong thủy thì cái loại này các bác biết thừa rồi. À đây còn hai cây samurai đang đặt thêm nhé. Hàng này em thấy khá là nhiều bác thích ạ. Loại này hoa nó thơm, samurai hoa thơm, hoa của nó màu trắng tinh khôi. Và loại này thì hoa nó thơm rất là ngọt nhé. Một bụi nó nhiều cây, cây nó nhỏ thôi, nó chỉ to hơn bàn tay mình một tí thôi, nhưng mà nó rất là thơm. Đấy, bông hoa chủ yếu là dòng này chơi hương. Dòng này thì các bác cứ treo, cứ treo, nó cứ phát triển dễ, nó dài ra không cần phải ghép cũng được, hoặc thích ghép thì ghép. Loại này 140 một chậu. Em còn vài chậu giả hạc hồng ngọc này, 101 thôi. Chậu rất là nhiều thân, em bán 101 một chậu hồng ngọc mắt xước. Đây là dòng phi điệp hoa, ngày xưa nó là một hoa cũng gọi là đỉnh điểm đẹp đấy. Và bên đây là những cái chậu bà liễu xưa loại to, trả cao tầm 70-80 cm. Cây cao to để em bán 170 ạ, thanh lý 170. À còn một chậu đen đô xuân này, thanh lý chậu đen đô xuân này 100.000 này. Cứ bán 170 giờ thanh lý 100.000 cho các bác làm giống. Rất là nhiều mầm luôn nhá. Em bán thanh lý tốt đen đô xuân và đến tầm vài bữa nữa em lấy cái hàng mặt hoa. Em lên cho các bác những cái chậu xuân thì tiên thuần nhá các bác nhá. Hàng này hàng thuần, thuần vườn này. Em ký hiệu cho mọi người, đây là chậu số 1 Sơn Thủy Tiên này. Em bán là 150.000. Chậu số 2 Sơn Thủy Tiên. Rất là nhiều mầm, 160.000. Này, mầm tơ đang lên, nó chưa phình thân nhá. Đến cuối năm nó phình rất là đẹp. Chậu số 3 Sơn Thủy Tiên, chậu này rất là nhiều thân, non, tơ mướt, 160.000. Chậu số 4 là loại chậu size to này. Đây, nhìn chậu này với chậu này nó phải to gấp đôi đúng không? Đấy. Cái kia 160 gấp đôi phải hơn 300 đúng không? Nhưng em bán chậu này 260 thôi. Chậu số 4 này 260.000 chậu Sơn Thủy Tiên này. Chậu số 5 Sơn Thủy Tiên này. 230.000, đây cũng là chậu xoay to đấy. 230.000. 2 4 5. Đây là chậu số 5 và cuối cùng là chậu số 6. Chậu số 6 Sơn Thủy Tiên này. Em bán là 240.000. Thân rất là mập. Tiếp theo là hồ điệp nhá. Hồ điệp thì em có cái dòng mãn thiên hồng này vẫn đang bán cho mọi người, xả cho mọi người 50.000 một cốc thôi. Hàng nụ nhá, hàng nụ cây đẹp mà không lỗi gì, 50.000. Hàng này em bán đang bán 58.000 đấy. Tết một cái cây mãn thiên hồng này á, hàng hoa là 90.000 đến 100.000 một chậu, mọi người nhớ. Giờ bán có nửa giá 50.000. Bác nào mua 10 chậu mãn thiên hồng nụ để em miễn ship nhá. Hoa của dòng mãn thì hoa tím đậm và dòng này thì chơi đến 3 tháng, 4 tháng mới tàn hoa. Đây em còn hai vài khay này em bán nốt này. Mãn thiên hồng, cây nào cũng hai nụ hoa. Cây nào cũng hai nụ hoa. Còn phía bên đây là hồ điệp trắng tuyết, nhưng loại này cốc 3.5. Loại cây đẹp này thì em bán 40.000 nhá, trắng tuyết. Còn cái loại mà nó hơi vàng lá chân như này, em thanh lý 25.000. 25.000. Cốc 3.5. Đây, loại nào vàng lá chân mà rụng nhiều lá chân em bán 25.000 thôi. Rẻ hơn hàng cây giống. Hàng này cốc 3.5 Tết bán 180-170 một chậu. Em còn ít cái hồ điệp giống này, cốc 2.8 này. Có màu tím chấm này, đa phần là tím chấm. Em bán 25.000 một cốc. Cây này cây gì đây? Cây này cây vàng chanh à? À, cây này chim ba màu. Ồ, còn một cây chim ba màu. 25.000 một chậu. Tiếp đến em còn vài chậu hoàng nhạn nhé. Hôm qua em quay cho mọi người cái hoàng nhạn này rất là nhiều khách hàng thích. Bởi vì sao? Cây ở nó to nó đẹp. Thực ra các bác mua cái hàng này nó mướt hơn. Chứ bây giờ mua hàng rừng cây to thì gần như là rách dưới lá rất là nhiều. Các bác rách lá nhiều mà nó không đẹp đâu. Hàng này chuẩn rừng nhé. Các bác nhìn cái phần lá gốc này, xấu chưa? Đấy, từ khi cậu trồng từ cây rừng nó còn xuất sát, xuất sẹo như này cơ mà. Các bác giờ mua cây rừng thì phải chấp nhận. Còn khi đã mua cái hàng thuần nó sẽ đẹp hơn. Đấy, đây ạ, em chỉ còn vài chậu thôi nhá.
vài chậu hoàng nhạn. Không còn nhiều đâu. Bác nào mà thấy cái lô này đẹp thì lấy sớm đi, bởi lô sau chưa chắc đã được những cái cây lá mít nhìn như cây 4 nở, nhiều cây 4. Nhưng mã này mã N12 này, 140.000 một cây lá mít to này, với cả một cây con, cái mẹ con. Ở cậu cho tớ nốt cái cây mạ nhạn thứ này tớ quay nốt. N15 nhạn, chậu này 3 cây to, một cây nhỏ, 4 cây 290.000. Này. Đẹp chưa? Một cây to này. 2 3 4 4 cây này 290. Hoàng nhạn nó đắt lắm. Giờ nó đắt. N15 290, N6 à N16 270.000, 3 cây đều nhau. Này, lá xếp V rất là đẹp, bản lá cũng to. 270.000. Mã N16. Và đây còn hai chậu này em chưa phân hình này nốt, hôm nay là N17 nhá. Mã này em ký hiệu đây là mã N17 này. 3 cây, hai cây này to. Cây này thì nhỏ hơn một tí nhưng hai cây này to đẹp. Chỗ này em bán 260.000. 260.000 N17 và N18. Chậu này đáng giá là 300.000 đấy, tại hơn 300 ấy, ba cây này đều nhau mà, có cái cây này to, vừa rồi vận chuyển nó bị gãy một cái lá. Nên giờ này em bán 270.000, cũng 270. N18 270 nhá. Còn tương đây chậu hoàng nhãn thôi. Hết rồi đấy. Có 5 chậu. Tiếp theo là em còn một số những cái mã hàng hình nhá. Đây là những cái mã mà em đánh theo mã hình ạ. Em ký hiệu đây là mã A15 này, một chậu kiều vuông lộc bắc này. Giò này em bán là 190.000. Giò này 1 2 3 4 thân dài nhá, còn đây là những cái thân tơ. Ngắn ngắn nhỏ nhỏ, chậu này cũng lùm xùm nhiều thân, kiều vuông ạ, 190k. A15. A17 150, chậu này là một chậu kiều lá mít rất là đẹp, rất là tròn. Đây kể cả lá dưới này cũng tròn trịa chưa. Tròn lắm, lá mít luôn ấy. Đây cây này lá cũng tròn này, thân của nó thì thân to bằng ngón tay. Cái này nó bị rụng một hai cái lá này chứ không thì nó đẹp lắm. Chậu này tính có 150 thôi này. Thân to. Đây là A17 kiều lục bắc 150.000. Còn cái chậu A16 cũng là kiều lục bắc này. Còn ba chậu kiều này thôi bán nốt. Chậu này 180. Một thân này. Thân tơ nhá. 2 3 4 5 6 7 8, 8 thân tơ. Còn em bán là 180 ạ. Có một mã này mã B8. Một giò 5 cây trắng họng hồng. 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 thân. 8 thân 5 cây trắng họng hồng này. Em bán 150 mã B8 này. Mã B4 là một chậu Hawaii rất là nhiều kỳ, 70.000. Mã B4. Mã B1 là một chậu trầm rồng đỏ thanh lý nhá, chậu đang bán 130, nó bị vận chuyển nó bị hỏng, hỏng cái lá ở bên đây. Còn đâu những ngọn này bình thường 1 2 3 4 5 cũng 6 ngọn ấy, không phải ít đâu. 80.000, chậu này chậu B1 làm giống. Có mã A, mã B nhá, đọc đúng mã cho em nhá. Tiếp theo là có cái chậu này là chậu A19 này, một chậu chuỗi ngọc cuối cùng, chậu này bán 100 đi. Hôm trước 170 rồi, giờ thanh lý 150, thanh lý 120, giờ bán 100 nốt này. Chuỗi ngọc thuần A19 100. B11 là một mã Hawaii, chậu này Hawaii rất là dài này. Dài này, Tết chơi hoa đẹp mà chưa thấy bác nào xem đến này. Chậu này bán 130 rồi, 4 thân rất là dài. 130. Mã B10. B10 là một chậu đen rú mắt đen. 180 thôi. Chậu này em sẽ xả cho mọi người B10 nhá. 150 chậu này to đùng. Chậu này lên kỳ trên thân. Chậu đen rú mắt đen này to lắm. Đây cho mọi người xem cái độ to của nó nhá. 150 chậu này. Năm ngoái chậu này bắn 280 ấy. Chậu lên kỳ cho các bác về tách kỳ. Còn cái loại mà A25 này, cái chậu đen đúng mắt đen to đùng này, hơn mười mấy thân này, hạ 190 này. Chậu này thì không lên kỳ trên thân mà to đẹp. Tết năm nay là lên hoa. Mà A21 của một giò này là phi điệp DH77 ấy. Giò này bán 70.000. Đây có một cái chậu kiều. Kiều này gọi là kiều
tím miền Trung 150. Có một chậu kiểu tím miền Trung hàng thuần 150.000. Còn duy nhất một chậu trầm trắng này, 4 thân dài. Đây cho mọi người xem. 1 này, dài gần 3 gang tay, 4 thân dài đều nhau nhá. 140.000. 4 thân 140. Dài, thân dài đang đi ngọn. Trầm trắng nhá. Có một chậu này nhiều thân thôi. Đây có một cái chậu họng hồng này không tên này, cũng 150 này. Chậu này không biết là 2 4 6 8 10. 10 12 thân đấy, nhiều thân lắm. 150 cái chậu 5 cái trắng họng hồng này. Quá là trời là nhiều thân. Tiếp theo có một số những phần trâu giá rẻ nhé. Trâu này có cả trâu rừng và trâu Thái. Đây ạ, cái dòng em ký hiệu là mã chữ T nhá. Mã T6 này, 3 cây đai trâu Thái khá là to đẹp này. 100.000 thôi. 100.000 3 cây về các bác ghép được một giò trâu Thái nhiều màu, dễ non đang búng này, đẹp chưa? Mã T7 cũng là trâu Thái ạ, 90.000 2 cây, hai cây này to hơn 90.000. Mã T7 trâu Thái đây. Mã T5 trâu Thái 100.000 2 cây, hai cây này thân tía đỏ, to 100.000 2 cây mã T5. Mã T4 120.000. 120.000 mã T4. Mã T4 sẽ được là 3 cây á, tính ra có 40.000 một cây thôi. Cả thân đỏ thân xanh. 3 cây chắc là 3 màu ấy, T4 này. Mã T1 này. T1 là 100.000. T1 trâu là 100.000 ba. Cái này 120 sao 101 nào. Thôi T1 này 100 đi, 3 cây. 100.000 mã T1. Châu Thái nhá. Mã T2 120.000. Cái này 3 cây nhỉnh hơn, 120.000 3 cây. Dễ non đợt này đang búng ra rất là đẹp rồi nhé. Mã T3 160.000. Lô này là 5 cây. Một búi này. Hôm qua em quay từng cây, hôm nay em quay lại thôi. Mã T11 là một lô trâu rừng nhá, 120.000 2 cây to. Tính ra có 60.000 cây trâu rừng này. Mã T9 160.000 2 cây còn to hơn. Này cây này lá to đẹp chưa? Cây trâu này lá to đẹp này. 160.000. Mã T10 130.000 2 cây. 130.000 2 cây. Đấy, đây là những cái mã trâu rừng nhá. Và có một ít cái hàng rừng thanh lý này. Nói thật với các bác là mai em cũng về lan rừng, nhưng mà cái hàng lan rừng thì cứ bán đầu thì nó đẹp, sau đó thì để nó bị hao rồi nó bị héo rồi các bác lại chê, nên là toàn thanh lý thôi. Bán lan rừng chính ra là toàn lỗ rồi chứ không có lãi đâu, thú thật mọi người như thế. Mà chỉ thế mà nhiều bác nhận hàng chê còn hay bom hàng nữa thì không dám bán luôn. Đây em lên cho mọi người combo này, R1 hôm vừa rồi bán 100 nhé, hôm nay xả cho mọi người 80.000. Lô này hôm trước là 3 combo này là 150 em giảm 100 đấy, hôm nay em giảm 80.000 nữa này, bởi vì nó mất nước quá. Tình trạng cây nhớ nhá, mất nước cây về phục hồi bình thường, nhưng mà đã thối là không phục hồi, khó phục hồi nhá. Đây là lô trồn này, giống này, mớ tam màu sắc này, hơi vàng lá một tí này. Đây là ý ngọc 80.000, mã R1 này. Đống này em bán 80 nhá, hôm vừa rồi xả 100.000 giờ bán 80 này. Mã R2 100.000 cũng 80.000 nốt này. Đây là mớ tam màu sắc này, tặng thêm này, cái là vàng này cắt đi. Mớ đùi gà tròn này, hôm trước bó này 50 này. Bó này hôm trước cũng đã 50.000 cái kim thoa rồi, 50 xong lại cái này là 30, đã 130, bây giờ bán 80.000 này. Đây lãi thì không lãi được mấy đâu, nhưng mà lỗ thì lỗ nặng. Mã R2, mã R3 này. Đây một bó đùi gà này, hôm trước bó này 60 đó. Ý Ngọc hôm trước bó này cũng 70 này, đã 130 rồi nhá, xong lại tặng thêm đống trồn này nhá. Đây, mớ này em bán cũng 80.000 mã R3 nốt này. Còn mã R6 này cũng 80.000 nốt nhá, cứ 100.000 giảm cho 80.000. Các bác đã nhận lan rừng là các bác phải chấp nhận là cây nó héo nhá. Không thì các bác lại muốn cây tươi đẹp thì không có đâu. Mùa này cây tươi đến 2-3 hôm nó cũng lại héo thôi. Đây, có một mớ ý ngọc và một đống tam màu sắc này, nhiều lắm. Không đếm xuể, hôm trước cần 7 lạng rồi, bây giờ không biết là hao còn mấy lạng thì em không rõ. Nhưng mà hao nhanh, 80.000 cái đống này. Đây hoàng thảo ý ngọc đây, đang bán 90.000 một cân này. 170 bây giờ bán nửa giá này, 90.000 một cân. Về chủ yếu trăm mầm này. Đây mã R5 100.000 à. Thôi cũng 80.000 đi.
trồn rồi thập cẩm các thứ. Ôi em nói thật với các bác là em bắn lỗ đấy. Đây có cả một cái trâu cũng cho đây 80.000. Em thấy về các bác ghép bại luôn. Hai bó tam màu sắc này á, thanh lý nhá, 70.000 hai bó. Hôm trước bán 60.000 một bó, 70.000 một bó, bây giờ bán 70.000 hai bó. Nhiều. Đây, 70.000 cái đống này về các bác ghép thoải mái và láng luôn. Châu Thái này thì em vẫn bán là 40.000 một lạng nhé. Các bác có thể mua mấy cây thì em tính, nhân lên tính. Còn cái châu rừng thì em bán 23.000 một lạng, 230 một cân. Châu rừng thì cây to. Dendro vàng kim cương em có một số chậu đẹp này, em còn vài chậu thôi. Mã K6 Dendro vàng kim cương 250 này, 5 thân. Hàng bao chuẩn đẹp luôn. K9 Dendro vàng kim cương cũng 250 này, 3 thân, 5 thân này. Mã K15 201 này. Đây còn có 3 chậu Dendro vàng kim cương đẹp. Hoàng thảo Thái Bình hoa vàng nhá, một cái tên gọi của bên nước ngoài đó chính là Gaston Sunray. Cây thì rất là đẹp, chậu này chậu size to quá nhá. Nếu mà hôm vừa rồi là em lấy cái loại size nhỏ nó chỉ bé như thế này và nó cây nó bé lắm, nó không to này đâu. Đây chậu size to này, phi 16. Em bán một chậu này với giá là 170.000 đồng một chậu. Hoàng thảo Thái Bình hoa vàng. Và cuối cùng là lan cát ạ. Lan cát nhà em vẫn bao ship cho các bác khi mua từ 3 chậu cát bất kỳ trở lên nhá. Cát khi mua 3 chậu bất kỳ trở lên sẽ được bao phí ship này. Nhà em thì cát rất là nhiều loại, rất là nhiều mẫu mã. Cát này là cát trắng, cát tú cầu vàng này. Hay là cát màu vàng lưỡi đỏ, cái dòng tú cầu vàng lưỡi đỏ rất là đẹp. Hoa này hoa chùm hai lá, 130.000 một bụi to tướng này. 3 chậu miễn ship. Cát ăn nắng nhiều hoa nở liên tục luôn. Cát trắng lưỡi đỏ. Trắng lưỡi đỏ hoa thơm, loại này thì cây lùn lùn thôi. 190.000 đồng một chậu, đây là chậu size to, 190. Mầm lên đẹp. Cát bảo nghi 108 chậu to, loại chậu nhỏ là 150. Đây là size to 108 này. Cát Taiwan Gold, hoa siêu đẹp luôn, Taiwan Gold. Taiwan Gold này em bán là 220.000, loại này thì cây bé nhưng mà hoa rất là chất lượng. Có 3 chậu thôi ạ. Về còn 3 chậu. Taiwan Gold. Cát hắc tùng đỏ nhá, hắc tùng đỏ đợt này nó là dòng sổ chớp. Có thể các bác bắt chớp của cái lô hắc tùng đỏ đợt này đấy ạ. Sổ chớp nó đắt lắm. Loại này 220.000 đồng một chậu, có 3 chậu hắc tùng đỏ to đùng. Và đây là Amaki vàng lưỡi đỏ, một trong những cái dòng hàng bông của nó màu vàng tươi với lưỡi đỏ đậm. Bông to, mầm lên nhiều đẹp, cây trụ to 230.000. Còn một chậu chấp ngọc ba màu này, chậu này hôm trước bán 200 giờ thanh lý 150 nốt này. Còn một chậu thanh lý chấp ngọc ba màu. Cây vẫn đẹp nhá. Đây là cây đỏ mắt mèo. Cây đỏ mắt mèo. Đỏ mắt mèo này em bán 130 một chậu, hoa màu đỏ rất là đậm. Đây là cây Bảo Nghi size nhỏ 150.000, Bảo Nghi. Đây là cát đỏ zin zin, hoa đỏ chùm, 130.000, 3 chậu miễn ship. Cát vàng mắt mèo rất là đẹp, 130.000. Cát kim cương xanh. Kim cương xanh 130.000 đồng một chậu nhé, kim cương xanh. Đây là chậu size nhỏ. Còn đây là cái chậu cát vàng mít, còn một chậu cuối cùng. Em bán chậu này 100.000. Còn một chậu bán 100. Còn đây là chậu cát trắng lưỡi họng trắng lưỡi vàng. Trắng họng vàng 130. Còn đây là cây đỏ red đỏ rất là đậm sai hoa 130. Cây cam chùm, cam lửa hoa chùm 130.000. Cây hồng Anna này 130 này. Cây bảy sắc cây ba vàng ba đỏ này cũng 130 này. Cây cam chớp này cũng 130.000. Cam chớp 130. Và cuối cùng là bảy sắc cầu vồng nhá. Bảy sắc cầu vồng bên đây cũng 130.000. Lan cát thì em có đính kèm mặt hoa đấy. Các bác xem em cái mặt hoa của lan cát thì em có đính kèm rất là chi tiết rồi. Cứ mua 3 lan cát bất kỳ là em sẽ miễn ship nhá. Đây cả một cái rừng lan cát về rất là đẹp này. Đấy đẹp chưa? Đấy, tổng quan đây là những cái hàng nhà em về. Và ngoài ra thì bên cơ sở nhà em có bán thêm cả những mẫu chậu này. Đấy. Đây là các loại mẫu chậu sành sứ mà hàng bán Tết này. Bán cả đất này, vỏ thông này. Đấy. Đây là các mẫu chậu này. Vỏ thông, phân dê, các thứ. Đây. Hàng tiếp tục về thêm. Rất là nhiều.
các dòng phân thuốc cũng về liên tục đây mọi người, phục vụ các bác hàng về phân thuốc liên tục đó. Và sau đây thì em xin phép kết thúc clip nhé. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã xem buổi livestream của em ngày hôm nay ạ. Xin chào tất cả các bác.